À đây mình chia sẻ với các bạn một cái tool AI của nước ngoài tên là Do Not Pay. Cái này mình nghe được trên một cái podcast mà mình mình mình, mình nghe, mình hay nghe podcast hôm đấy mình đang ở châu Âu Fashion Week và mình nghe một cái podcast là của một thanh niên người người Anh ở London. Do Not Pay này là một cái app nó tự động. There are things you can do with Do Not Pay fight corporations. Uh, chống lại các uh, tổ chức lớn fight bureaucracy là những uh, bureaucracy là là sự nhiêu khê gọi là thể chế hành chính thể chế hành chính đúng rồi find hidden money tức là nếu mà bạn bị hủy chuyến bay bạn bị lỡ chuyến bay theo luật của rất nhiều nước là bạn phải được tiền đền tức là ồ oh, vietjet hủy chuyến bay của tôi vietjet delay chuyến bay của tôi sáu bảy tiếng lận thì cái find hidden money này là những cái mà Uh, các bạn nào hay xem TikTok hoặc xem Instagram nhiều sẽ thấy những cái uh, bà chị tên là gì nhỉ? E Erica, Erica, Erica thì là bà ấy giải thích những cái mà uh, kiểu bạn đi đôi giày Nike nhưng mà bạn bị hỏng thì bạn có thể ra bạn lấy một đôi mới bởi vì luật bảo vệ người tiêu dùng ở Mỹ trong cái luật của nó ghi là nếu mà đôi giày này bạn bị hỏng bạn có thể đòi được một đôi giày khác hoàn toàn miễn phí. And I'm being charged for something you were supposed to cover. Oops. Looks like we made a nhưng mà find hidden money là những cái tiền bạn đáng lẽ được hưởng Nhưng mà bạn không hưởng bởi vì bạn không biết nó có Tức có một lần mình bị delay chuyến bay ở châu Âu và mình uh, được đòi lại 200, 200 đô, 200 ơ, ở 200 ơ, 200, 300 đấy mình không nhớ nhưng mà có những khoản tiền như thế, hủy chuyến hoặc là gì đấy, sue anyone, kiện bất cứ ai, automatically cancel your free trials, airline flight compensation hacks, đó animal control appeal ban ban account, bị khóa tài khoản này, speeding ticket, vé phạt này, birth certificate, break my lease, hủy hợp đồng thuê nhà, burner phones, cancel anything, child support payments, copyright đó rất nhiều mục mà AI có thể giúp các bạn chúng ta chắc là một tập riêng về những thiết bị tool AI mà mình hay dùng và những cái mà mình thấy hay mình có thể chia sẻ với các bạn.